Theo chị thì cái công việc của sinh viên luật khi mà ra trường họ có những cái lựa chọn công việc gì? Sinh viên ngành luật mà ra trường thì nó rất là nhiều lựa chọn. Có lựa chọn đầu tiên và gọi là truyền thống thì là đến các văn phòng luật, các công ty luật làm thực tập sinh hoặc là trợ lý luật sư. Còn không thì đi sang doanh nghiệp thì nó nhiều hơn. Doanh nghiệp thì điển hình là pháp chế. Còn ngoài ra thì các doanh nghiệp nhỏ thì sẽ có làm hành chính nhân sự, thu hồi nợ, nhân viên QA/QC, quản lý quy Chất trình, lượng mà quản lý quy trình, quản lý chất lượng, ban kiểm soát. cơ quan nhà nước nhé, họ cũng rất là Cơ quan nhà nước cũng thì cần. cũng cần các cái tổ chức không phải là doanh nghiệp hoặc là cơ quan nhà nước thì cũng rất là nhiều cơ hội, nhiều lựa chọn. Ví dụ như là có thể thi vào công an, an ninh hoặc là thi làm thư ký tòa ở tòa án hoặc là kiểm sát viên trong viện kiểm sát. Ngoài ra thì có thi hành án, công chứng, thừa phát lại, quản lý quản quản tài viên, đấu giá cũng hoàn toàn là có nhiều sự lựa chọn cho sinh viên ngành luật. Mà có vẻ rất nhiều cơ hội, nhưng mà việc là hiện nay các bạn mới chỉ hạn chế trong việc nghĩ rằng là chỉ có pháp chế và luật sư đâu, Đúng rồi. trong khi chúng ta có rất nhiều cái.